Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với channel Thiếu Dương TV của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip đó là về vòng xoay may mắn VIP và vòng xoay may mắn thường cho anh em xem nhé. Đối với những anh em nào mà chơi trong vòng xoay may mắn VIP thì hôm nay sẽ biết được vòng xoay may mắn VIP nó khắc nghiệt như thế nào. Thì mình cũng là một người chơi vòng xoay may mắn khá là nhiều và cũng mất khá là nhiều xu vào đây ở đây. Cho nên mình khuyên anh em là đừng có nên đụng vào cái vòng xoay may mắn này làm gì. Thực sự là một cái máy hút xu đấy. Rất là nhanh giàu cũng rất là nhanh nghèo, nhưng mà thực sự là cái người giàu thì nó vô cùng ít và người nghèo thì nhiều. Thế nên anh em đừng có động vào nhá. Hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn hai nick, một nick đánh vòng xoay may mắn thường và một nick đánh vòng xoay may mắn VIP. Mỗi nick thì mình chuẩn bị 10 hit rồi. Đây thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu đặt luôn cho anh em xem nhá. Ok, rất là nhiều người chơi luôn, mình sẽ đặt 100k. Ok, 7% thôi bạn. Đây vòng xoay may mắn VIP thì mình sẽ đạt 1 triệu. Mình sẽ đạt được dây thứ 10 nhá. Thì mình thấy vòng xoay may mắn VIP đấy, thì các bạn không nên chơi. Bởi vì các bạn ít xu ấy, các bạn chơi thì chỉ có làm giàu cho người ta thôi. Còn một số người thì chơi rất là khôn, rất là hay thì úp nick ấy, thì họ hên đấy thì họ kiếm được rất là nhiều. Thì anh em nào mà muốn thêm vòng xoay may mắn VIP ấy thì đến vòng xoay đến với Cuisin khu 4 gặp Mister gặp in game Mister Hero nhá. Nhân vật này Kunai level 51 anh em qua thuê. Thì mình cũng quảng cáo luôn, đó là nhân vật Mela.x bán xôi tự động X22 ở Cuisin khu 4 nhá, anh em qua mua nhá. Đối với những thẻ mệnh giá 50k trở lên nhá, anh em cứ qua chat nạp thẻ rồi làm theo hướng dẫn thôi. Mọi thứ đây là tự động cả, cho nên anh em cứ yên tâm thoải mái, y tí 100% nha. Đây, phần xoay may mắn thường thì mình chỉ có tỷ lệ là 6% thôi, rất là ít. Rất là nhiều người chơi mà, 17 người tham gia cơ mà. Mình nghĩ là có rất là nhiều là người úp. Tức là úp, úp có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ sẽ dùng nhiều nick đặt. Đấy thì tỷ lệ ăn của họ sẽ là cao hơn. Vâng, vòng xoay may mắn xịt rồi. Mất 100k rồi, một ván nhá. Đây, xong đây là vòng xoay may mắn VIP. Vòng xoay may mắn VIP thì server này thì có rất là nhiều người chơi. Nhưng mà họ thường chơi theo giờ, không giống như vòng xoay may mắn thường. Vòng xoay may mắn thường thì đây, mình sẽ vào 1 triệu. Ok, 15 triệu xu và mình chỉ có 6% cơ hội ăn thôi. Rất là khó. Thì mình nghĩ là ăn hay không thì cũng là để số tại đây. Ngọc Tuyên đặt 2.3 triệu và ăn 14 triệu, chắc là may. Mình sẽ tiếp tục đặt vòng xoay may mắn thường nhá. Mỗi nick mình sẽ đặt 10 ván cho anh em xem. Với cái tỷ lệ thì cái thực sự là cái tỷ lệ của cái vòng xoay may mắn VIP thì nó rất là ảo luôn, mình thấy như thế. Đây, mình thấy là 100 cao su bên 100 cao thường và 100 cao VIP sẽ vào 1 triệu. Mình hy vọng là sẽ ăn được một ván trong 10 ván. Mình chỉ cần một ván thôi, không lỗ thôi. Chứ thực sự thì... Đây, anh em mua su thì liên hệ với nhân vật mèo chúng ấy cho anh em chắc nạp thẻ này. Ok, đây nó sẽ ra cái bước đó là chọn lời thẻ thì anh em sẽ chọn, anh em mua vòng Mobi thì anh em chọn số 1, anh em mua vòng Vina anh em chọn số 2, anh em nào mà mua vòng Viettel thì anh em chọn số 0. Đây, chẳng hạn như mình mua vòng cái thẻ Viettel nhá. Đây mình sẽ không, rồi nó sẽ ra số mệnh giá, anh em mua với mệnh giá bao nhiêu thì anh em sẽ nhập theo cái số như thế. Chẳng hạn như mình mua cái thẻ 50k thì mình sẽ nhận là số 0. Rồi, ok. Đây, đến bây giờ thì họ lại bắt mình nhập series thì mình sẽ nhập cái số series thẻ thôi. Và mình sau khi mình nhập series này mình sẽ nhập đại đi, không biết điều thì không đúng thì các bạn chỉ cần nhập đúng theo cái series là rồi sau đó các bạn sẽ nhập mã thẻ và các bạn đợi tầm 1 đến 5 phút thì bên kia sẽ check thẻ và giao dịch cho bạn, báo lại cho bạn khi thẻ khi đã nạp thẻ được. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Xem có 3 người chơi.
vì có cho em ăn VIP xem vốn thì họ thường đặt vào những giây cuối cùng đấy, cho nên là cũng không biết được, không biết được nào một lần, nên là anh em đây mình lại mất thêm 100 cao su bên trong bán thường hai ván rồi. Thế là tiếp 100 ca thì mình thấy có rất nhiều anh em là chơi vòng trận bán thường đấy cũng mất khá là nhiều, bởi vì là một ván cũng 100 ca mà rất là nhiều đấy. Đây các bạn thấy đấy, cứ vào những giây cuối cùng thì có những người người ta đặt nhiều á, để người ta úp người ta đặt cao, người ta tỷ lệ ăn người ta cao hơn thì mình có 6% ăn đấy. Em mình lại tiếp tục hiến máu cho người ta 1 triệu à. Thế là tiếp. Thế là đúng đủ 10 ván nhá. Ăn hay không mình không biết, thì mình cứ đặt đúng đủ 10 ván cho anh em xem. Bởi vì thời gian nó cũng có hạn mà. Bên sân may mắn thường thì mình thấy có rất là nhiều người úp, họ úp không, nhiều người không biết nó lại lỗi như thế nào, nhưng mà mình thấy rất là nhiều người chơi đó. Ở bên vòng sân may mắn ở bên sân 4 thì vòng sân may mắn VIP thì có rất là nhiều có 2-3 người kỳ cựu là ngày nào cũng chơi, ngày nào cũng chơi. Mình thấy thì đó là A3 Dragon này, Ngọc Tuyên này, rồi là anh Trường với Yên là tôi, là tôi sẽ có 4 đấy. Thì là những người chơi hàng ngày ấy. A3 thì là người úp, chuyên ở úp, đặt tầm 1m yên đấy, à một mét xu ấy, nhưng mà họ đặt nhiều nick nên tỷ lệ ăn của họ cũng khá là cao. Thì mình đã bay 3 triệu 3 xu rồi mà chưa được cái gì cả. Vẫn không được ít xu nào, mình sẽ đã kiếm được 100k. Thì bên vòng chơi may mắn VIP thì vẫn đang còn chơi. Giờ này thì cũng ít người chơi thôi, ít người chơi to. Mình không rõ cái in game ngon VCC là của ai cả, mình cũng không biết, nhưng mà thấy là chơi khá là ác đấy. Mình thì mình bỏ vòng chơi may mắn rồi, mình không muốn chơi nữa, vì mình mất khá là nhiều rồi. Bây giờ mình quyết là không cầm trên 10 triệu xu, quyết tâm rồi. Ok, cả ngày buồn là của ông Trường, rất là hiền. Hôm qua vừa mới ăn được 50 triệu, hôm nay lại được tiếp, mình thì cứ thế là mất thôi. Mình lại đặt tiếp 1 triệu nữa. Anh em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhá, để mình ra những cái video hay hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, mình có 21 triệu và đã bay 4 triệu rồi. Và chưa cái gì thêm. Không ai chơi nữa à? Đây, mình được qua bên một chơi ván thường. Hy vọng là ăn được một ván để gỡ hòa thôi, chứ không cần lãi. Đây là con quạt mà hôm trước thì mình đã làm clip cho anh em rồi đây. Mình lâu nay của mình cũng không chơi nó cho nên là không có nhiều thời gian để chơi. Thì hôm sau mình sẽ cố gắng hút yên đi lấy 100 mét yên để mình phang đầu tinh luyện 9 nhá. Mình xem. Đây trong dương quần rất là nhiều từ tinh thạch cao cấp. Không biết trong dương đồ còn không. Hôm sau mình sẽ hút chia máy 100 mét yên để mình phang nhận. Đây, rất là nhiều từ tinh thạch cao. Lại biếu không người ta 100k rồi. Mình sẽ tiếp tục đặt 100k 100k tiếp nhá. Anh em ai thấy like thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.
mình vẫn nhận Hữu Yên bên server 4 nhá, với giá là 100k ATM bằng 40 triệu yên nhá. Mình hút tốc độ trên 50 triệu một ngày, cho nên anh em cứ yên tâm về tốc độ đi. Mình cũng nhận treo theo ngày, đó là 50k cạc thì treo 30 ngày nhá. Mình cũng nhận giao dịch trung gian cho anh em nhá, phí đồng giá 20k cả nha anh em nhá. Anh em ủng hộ mình. Rồi các bạn biết đấy, thì bên vòng xe may mắn VIP này thì họ đánh cũng rất là chậm, không giống như bên vòng xe may mắn thường đâu. Cứ thế là đánh thôi, còn vòng xe may mắn VIP thì có lúc người ta chơi, lúc ít người chơi, có lúc nhiều người chơi, nhưng mình không biết thế nào mà lần. Mình phải canh giờ mãi hôm nay vì mới làm được cái clip đấy. Hy vọng lần nào mới ván để giữ hòa. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, vòng xem ăn VIP thì họ thường đánh đến những giây cuối cùng, nên là không biết thế nào mà lần cả. Mình lại tiếp tục đặt 1 triệu nữa. Mình toàn mất, chứ được ván nào, rất là đen. Hy vọng là được một ván. Đây là không ai chờ nữa. Đây lại mất thêm 100k nữa. Mình tiếp tục đặt 100k. Em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, để mình ra những cái video hay hơn. Anh em nhớ nhấn thêm cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở trong cái thời gian chờ đợi thì mình chia sâu nick cho anh em nhá. Anh em nào mà muốn mua nick thì liên hệ với mình. Mình hiện tại mình đang có vài con hàng rất là ngon cho anh em chơi Tết đây. Anh em từ đợi mình online nhá. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. Yeah, F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. If it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. Lại là ông Trường ăn à, đặt 1 triệu được ăn mà mình thì đặt mấy ván chỉ được ăn. Thế là điên anh em ạ. Tiếp tục đặt 1 triệu tiếp nhá. Nên mình lại cũng mất. Điên thế. Nên mình phải đầu tư để làm clip cho anh em xem đấy. Anh em nào ủng hộ mình thì nhấn đăng ký kênh hộ mình nhá. Chuyện thế thì anh em nhấn lên cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, con hàng đầu tiên mà mình muốn sâu đây. Đây là con tiêu 130 nhá. Con này thì full chất ít. Anh em, mình sẽ sâu đồ cho anh em xem này. Đây, con này thì con này là max sách nhá, không bánh nhá.
Đây là đồ của em ấy là full ZX, full 14 anh em nhá. Vũ khí nè, vũ khí tinh luyện 7, dây chuyền tinh luyện 5, nhẫn của em ấy thì tinh luyện 5, bội của em ấy cũng tinh luyện 6, bùa của em ấy thì tinh luyện 6, giày tinh luyện 6, quần tinh luyện 5, con dây tinh luyện 8 nhá, rất là ngon. Áo tinh luyện 5 nhá, nón tinh luyện 5 nhá, và dơ roi là tinh luyện 6 nha anh em nhá. Con này là full tinh luyện anh em nhá, full tinh luyện 56. Đây là thuốc cưỡi của em ấy, thuốc cưỡi là cái mình thuốc cưỡi là 3664 nhá. Đây chỉ số xin xe rất là ngon, 2 chí mạng và 1 triệu xuất thân như chủ, 1 không ăn anh em nhá. Con hàng này thì phần thân của em ấy là tiêu kiếm 77, vũ khí 12, siêu xe 5 sao đẹp luôn nhá. Con hàng này thì mình bán với giá là 2 triệu ATM nhá, anh em nào mua thì liên hệ với mình, 2 triệu ví cũng được, anh em nào mua thì cứ liên hệ với mình. Mình show sang con hàng khác cho anh em xem nhá. Mình tiếp tục đặt một triệu tiếp nhanh em nhá. Hình như hồi nãy mình có quên đặt bên một xe bán hưởng thì phải. Tiếp tục đặt một xe bán hưởng nào. Để xem mà mình mất bao nhiêu xu rồi. Mình đã mất 7 chơi xu rồi anh em ạ, 7 ván rồi. Mà chưa được một ván nào, rất là đen. Với chữ xu thì giá thì cũng hơn 200k ATM rồi đấy anh em ạ. Làm clip mà nó đen thế đấy. Bé ván mà không ăn được vào ván à, trong khi người ta được ăn rất là nhiều đấy. Toàn tung hiến tiền cho người ta không à. Góp tiền vào cho người ta ăn à. Để mình xem thông tin của em chơi sống có online nè, mình đã có đang treo nè. Đây con hàng này thì mình đang treo cho nên mình không online được nhá. Mình sẽ xem ở nước ngoài cho anh em nhá. Đây, con hàng này thì là có 3 đồ chính hit thôi, còn lại là full set 8x anh em nhá. Đây là 2 đô 16, còn lại là full 14. Đây mình sâu tinh luyện, đây vũ khí con này tinh luyện 7. Đây chuyển tinh luyện anh em ạ. Nhận tinh luyện 5. Bộ tinh luyện 6 này, bùa bộ tinh luyện 7 này. Giày tinh luyện 6 này, quần 16 tinh luyện 6 này. Găng tay 14 tinh luyện 7 này. Áo chưa tinh luyện nè, nón chưa tinh luyện, con này thì 7 đầu tinh luyện anh em nhá, rồi tinh luyện 7 nhá. Con này thì số S cũng 5 sao,
Hôm nay Sonax sao chỉ số cũng ngon, cũng hình như là 29 mạng hay sao á, mình không nghe rõ lắm, nhưng mà con này full ngọc anh em nhá, full khảm ngọc nhá. Đây là anh em ngọc, xem ngọc này. Con này full khảm ngọc nhá. Anh em nhá. Con này thì có phân thân tiêu là level 97 thì phải, vũ khí 12, tiêu level 97 vũ khí 12 anh em nhá. Đây, anh em nào mà muốn úp thuê thì liên hệ với mình cũng đang nhận úp thuê nha anh em nhá. Như nãy mình vừa thêm mất thêm một ván này sao, mình tiếp tục đặt 1 triệu. Nếu mất 7 ván rồi. Rồi toàn có 1 triệu ăn mà mình không ăn kìa. Đen đấy. Ở bên này cũng không được ăn luôn. 10 ván mà không ăn một ván nào. Đen như thế à. Trông là ăn được một ván thì gỡ hòa rồi mà cũng không được, rất là khó bởi vì mình đen lắm mà, đen có mà. Em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, cảm ơn em rất là nhiều. Mình qua cái video này thì mình khuyên anh em đừng có nên đụng vào cái vòng xoáy may mắn VIP, là nó chỉ mất tiền oan rồi. Thật sự phải là ai may mắn lắm thì mới được ăn đập nhỏ thì mới được ăn rồi, chứ còn anh em xem mình này mất 6 hay 7 ván, 7 ván nào mà chưa ăn một ván nào, rất là đen, mất mấy trăm nghìn rồi, mất mấy cái tết rồi anh em ạ. Anh em mua chú ủng hộ lại mình nhá, anh em mua chú thì qua bên Koji khu 4 mua tủ động của nhân vật Mela Trùng Hải X nhá anh em ạ. Đây là một con hàng chắc anh em cũng biết rồi, mình cũng sâu rồi mà, con này full tinh điện 9, full 14, hết việc để làm rồi, cái gì cũng full, nên là mình đang là bán xô tự động. Anh em nào mà mua thì qua bên Quy khu 4 nha, cảm ơn anh em. Rồi ôi, anh em chơi to quá, cái này thì làm sao mà gỡ đây. Chỉ làm một ván thì thôi mà cũng không được. Em làm khó quá. Lại tiếp tục mất. Đen thế đấy anh em ạ. Mình tiếp tục đặt 1 triệu tiếp nhá. Bên này mình không biết sao hả. Quen tay rồi anh em ạ. Toàn có sang bên mà chẳng may mắn VIP rồi. Ồ bên này 18 người chơi kìa. Nhiều người chơi đấy. Ôi, đèn quá. Mình lại tiếp tục đặt ở bên vòng xoáy bán thường nhá. Không biết đến lúc nào được ăn đây. Lại mất tiếp anh em ạ. Đen quá.
tiếp tục tham gia 1 triệu. 10 ván không ăn được 1 ván. Đây, ván cuối đây. Hy vọng là nó đang ăn. Đúng là số đen mà. Hy vọng là nó ăn 1 ván. Mình chỉ nghĩ cần 1 ván thì giữ hòa được. Khi toàn mất, tự nhiên mất 10 triệu xu. Đen quá anh em ạ. Làm clip cho anh em. Lại mất phòng xem mẹ bạn thưởng. Tiếp tục là 1 ván cuối. Mình sẽ ra người là một ván cuối đây. Hết rồi anh em ạ, 10 ván một xe máy bán thường mà không được 1 ván anh em nhá. Mình sẽ ít bên một xe máy bán thường nhá. Mình sẽ tập trung bên một xe máy VIP. Hy vọng là ván này được ăn để gỡ lại thôi. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì video nó rất là dài rồi thì mình cũng hết ván này thì mình cũng dừng clip thôi, cảm ơn anh em nhá. Em đăng ký kênh cho mình. Thì mình cũng trước khi kết thúc clip thì mình cũng khuyên anh em là đừng có nên tham gia vào một channel clip. Lại giống như mình nhá, một lần nữa nhá, mình nhắc lại anh em nhá. Anh em đừng có nên tham gia vào channel clip làm gì. Đây, anh em cứ xem mình mà học tập đấy, 10 ván không được 1 ván nào đấy, đen như thế đấy. Còn có biết mấy ông kia không à? Đây, văn cuối đây. Mình là mình biết không có tương lai rồi. Đấy. Thôi. Chào tạm biệt anh em nhá. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.